Clip đang thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội về một cậu bé người Hà Tĩnh đi bóng như Messi. Và khi đoạn clip này được chia sẻ thì chúng tôi cũng mong những người làm bóng đá, những tuyển trạch viên sẽ nắm bắt cơ hội này để không bỏ lỡ một tài năng bóng đá. Cậu bé có tên là Lê Anh Đức, sinh năm 2007 tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây là những hình ảnh được gia đình của Đức quay và sau đó chuyển lại cho những đồng nghiệp của chúng tôi tại báo Hà Tĩnh. Anh Đức thể hiện khả năng chơi bóng rất nổi bật trước các bạn bè đồng trang lứa. Được biết khi mới là học sinh lớp 4, Lê Anh Đức đã tham gia đội bóng trường tiểu học và sau đó cùng với phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Sơn thi đấu thành công tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Cũng trong mùa hè năm ngoái thì Lê Anh Đức đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nhi đồng huyện Hương Sơn. Lê Anh Đức chia sẻ, đội bóng mà em yêu thích nhất là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và luôn mong muốn mình được tập luyện ở lò đào tạo trẻ của đội bóng xứ Nghệ.